danh sách 20 tỉnh trong diện sáp nhập theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Đó là 1. Bắc Ninh, 2. Hà Nam, 3. Hưng Yên, 4. Vĩnh Phúc, 5. Thành phố Đà Nẵng, 6. Ninh Bình, 7. Thành phố Cần Thơ, 8. Vĩnh Long, 9. Thái Bình, 10. Nam Định, 11. Bắc Cạn, 12. Lai Châu, 13. Cao Bằng, 14. Kon Tum, 15. Ninh Thuận, 16. Điện Biên, 17. Đắk Nông, 18. Quảng Trị, 19. Lào Cai, 20. Hậu Giang. Hai tiêu chí lựa chọn dựa trên diện tích tự nhiên và quy mô dân số, việc sáp nhập các tỉnh sẽ được Bộ Nội vụ đề xuất thí điểm thực hiện trong thời gian tới. Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, cho biết trong giai đoạn 2022-2025, Bộ chỉ cố gắng hoàn thiện khung thể chế để thực hiện sáp nhập các tỉnh, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định. Việc tổ chức sáp nhập các tỉnh sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Về chủ trương sáp nhập các tỉnh, theo Bộ Nội vụ, sẽ thí điểm sắp xếp các tỉnh chưa đạt 50% một trong hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Trước mắt, sẽ thí điểm sáp nhập một số tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ, mật độ dân số đông, có khó khăn về quỹ đất dành cho không gian phát triển. Theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với tỉnh miền núi, vùng cao quy mô dân số đạt chuẩn 900.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 8000 km2 trở lên. Đối với các tỉnh còn lại phải đạt chuẩn quy mô dân số 1,4 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5000 km2 trở lên. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương quy mô dân số đạt chuẩn là 1,5 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên đạt 1500 km2 trở lên. Hiện Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi Nghị quyết 1211 theo hướng tỉnh miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên rộng hơn 150% trở lên, 1200 km2 trở lên, so với mức tiêu chuẩn chung thì quy mô dân số được giảm 25%, 700.000 người trở lên, so với quy định để phù hợp với đặc thù của các tỉnh miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, dân số ít. Xét theo tiêu chuẩn này, 10 tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên nhỏ, không đạt chuẩn diện tích tự nhiên, có thể bị sáp nhập gồm tỉnh Bắc Ninh 8227 km2, tỉnh Hà Nam 8605 km2, tỉnh Hưng Yên 926 km2, tỉnh Vĩnh Phúc 12386 km2, thành phố Đà Nẵng 12854 km2, tỉnh Ninh Bình 13781 km2, thành phố Cần Thơ 1409 km2, tỉnh Vĩnh Long 1475 km2, tỉnh Thái Bình 15705 km2, tỉnh Nam Định 1652 km2. Tương tự, 10 tỉnh, thành phố có dân số thấp nhất cả nước số liệu 2019, không đạt tiêu chuẩn, có thể thuộc diện sáp nhập gồm tỉnh Bắc Cạn 313.905 người, tỉnh Lai Châu 460.196 người, tỉnh Cao Bằng 530.341 người, tỉnh Kon Tum 540.438 người, tỉnh Ninh Thuận 590.467 người, tỉnh Điện Biên 598.856 người, tỉnh Đắk Nông 622.168 người, tỉnh Quảng Trị 632.375 người, tỉnh Lào Cai 730.420 người, tỉnh Hậu Giang 733.017 người. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.